Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài Seated Good Morning, tức là bài Good Morning nhưng mà các bạn sẽ ngồi trên một cái ghế hoặc một cái bench. Và cái version này, tức là cái biến thể này thì nó sẽ dễ hơn bài Standing Good Morning. Với bài này thì nó sẽ cũng lại tác động vào chuỗi sau của cơ thể, tức là cả lưng dưới, cả mông, cả đùi sau. Và bây giờ thì bạn Hoàng Bi sẽ thực hiện bài Seated Good Morning. Các bạn chú ý hãy đặt thanh đòn trên lưng, giữ thật chặt để tránh trường hợp là thanh đòn lăn về phía cổ, như thế sẽ dễ gây chấn thương và khó chịu. Ngồi trên ghế, mở rộng chân và gập hông lại. Lúc phát lực, các bạn hãy đưa thân người về vị trí ban đầu. Lỗi phổ biến gặp trong bài này đó là không giữ thẳng lưng, khiến cho lưng bị cong.